Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành giấy hiện đang là ngành phụ trợ cho hầu hết các lĩnh vực sản xuất. Hiện nay, khoảng 90% sản lượng ngành giấy sản xuất trong nước là các sản phẩm giấy bao bì, phổ thông, phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp. Nên khi các ngành này suy giảm sẽ kéo theo sự sụt giảm trong tiêu thụ giấy. Để phát triển ổn định và bền vững, các doanh nghiệp trong ngành cần chú trọng đến công tác đầu tư, tăng cường xúc tiến thương mại để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam cho biết, những năm gần đây ngành giấy đã có sự phát triển vượt bậc với năng lực sản xuất hiện vào khoảng 8 triệu tấn một năm, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ chỉ ở mức 5,5 đến 6 triệu tấn một năm. Ngành giấy có khoảng 500 doanh nghiệp hoạt động với 90% sản lượng sản xuất là các sản phẩm giấy bao bì phổ thông phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp. Tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam, ban lãnh đạo Tổng Công ty xác định sẽ tiếp tục đối diện nhiều thách thức trong năm 2023. Khi nhiều nhà máy sản xuất giấy trên thế giới đi vào hoạt động, sẽ cung cấp nhiều sản phẩm hơn cho thị trường. Trong khi nhu cầu thị trường không tăng, sẽ khiến giá bột giấy có xu hướng giảm xuống. Vì thế, doanh nghiệp này cho biết sẽ tập trung đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị của nhà máy giấy Bãi Bằng, cải tạo lò hơi động lực tại công ty giấy Tissue Sông Đuống để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là việc xây dựng nguồn nguyên liệu một cách ổn định. Đối với ngành giấy bao bì thì có thể từ tháng 6 năm ngoái, năm 2022 đến nay thì tương đối là khó khăn. Nhiều doanh nghiệp cho tôi biết rằng là đã phải tạm dừng sản xuất trong một thời gian nhất định. Kể cả những doanh nghiệp trước đây có những cái lợi thế rất lớn. Tuy nhiên là do cái ảnh hưởng của cái việc xuất khẩu và nền kinh tế thế giới có biểu hiện của suy thoái cũng làm cho cái nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bao bì gặp khó khăn. Thì còn đối với giấy văn hóa chúng tôi thì bắt đầu cũng từ cuối tháng 6 đầu tháng 7 hiện nay thì đang có những cái khó khăn nhất định. Tôi nghĩ rằng cái khó khăn này nó xuất phát từ một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nội tại của các doanh nghiệp, đó là cái khả năng cạnh tranh chưa được cao. Công tác quy hoạch là một cái khâu rất quan trọng, quy hoạch của ngành giấy là một cái khâu rất quan trọng để tạo tiền đề cho các doanh nghiệp ngành giấy nói chung phát triển bền vững và lâu dài. Để lấy đại đà tăng trưởng và phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, ngành giấy cần chú trọng tới các yếu tố tăng trưởng xanh khi đầu tư. Bởi xanh hóa, quy trình sản xuất và sản phẩm mới có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng khi thị trường đang chuyển sang ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất xanh, sản phẩm thân thiện môi trường. Những doanh nghiệp gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất không áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, có nguy cơ bị ngừng tiếp nhận đơn hàng hoặc bị từ chối đặt hàng. Giấy là ngành sản xuất đặc thù và chịu nhiều sức ép cạnh tranh, nhất là đối với sản phẩm nhập ngoại. Nên bản thân doanh nghiệp sản xuất cũng như phân phối phải tích cực trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, nhất là đối với các khách hàng khó tính. Ngành giấy hiện nay đang là ngành phụ trợ hầu hết cho các lĩnh vực sản xuất. Các ngành nghề chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế sẽ kéo theo sự sụt giảm trong tiêu thụ ngành giấy. Tuy nhiên, để ổn định và phát triển thì công ty chúng tôi đã có sự chuẩn bị, thích ứng với mọi tình huống trong sự biến động của thị trường. Công ty chúng tôi đã có sự đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị có độ chính xác rất cao, có máy quặn tốc độ cao, có máy xén lập trình vi tính hiện đại, giảm công nhân đi rất là nhiều, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của khách hàng. Công ty đã luôn đổi mới, thay thế máy nâng, máy đóng, sản phẩm, phương tiện vận tải để tăng năng suất, nâng cao chất lượng cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho khách hàng hiện nay. Ngành giấy sẽ bị ảnh hưởng của ngành xi măng, ngành xây dựng và ảnh hưởng của các cái ngành sản xuất khác, tức là liên quan đến các cái hòm hộp đóng gói. Nếu mà các ngành khác mà phát triển mạnh và tiêu thụ sử dụng nhiều các cái hòm hộp đóng gói thì ngành giấy sẽ phát triển được nhiều hơn. Việc đầu tiên là phải đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại thay thế cho các cái trang thiết bị công nghệ lạc hậu.
công nghệ hiện đại thì nó sẽ kiểm soát tốt về vấn đề ô nhiễm. Vấn đề thứ hai là nó cái năng suất cao, chất lượng tốt thì nó sẽ làm giảm các cái chi phí như chi phí nhân công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, tiết giảm các tiêu hao định mức về điện, nguyên nhiên vật liệu. Còn về mặt chủ quan ấy, thì các doanh nghiệp giấy không có gì khác là phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành để tăng cái sức cạnh tranh thì mới tiêu thụ được hàng và đảm bảo cái việc là hàng trong nước thay thế dần được hàng ngoại nhập thì mới đáp ứng được cho các cái đơn vị mà khách hàng của mình. Hiện nay, khoảng 90% sản phẩm bao bì giấy làm ra đều tiêu thụ ở thị trường nội địa. Vì thế, trước những khó khăn chung, các doanh nghiệp phải gia tăng đầu tư, nỗ lực đổi mới để có được các sản phẩm đa dạng tính cạnh tranh cao đối với hàng nhập khẩu, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm để tiếp cận khách hàng mới. Ngày nay, việc hạn chế rác thải nhựa đang dần phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố lớn, bởi xu hướng tiêu dùng xanh, sử dụng bao bì giấy thay thế rác thải nhựa và túi ni lông đang phát triển, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành giấy. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần phát triển phân khúc bao bì giấy cao cấp, vì hiện mỗi năm thị trường trong nước với sức mua của gần 100 triệu dân có nhu cầu cao với dòng sản phẩm này. Theo Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam, để phát triển ổn định và bền vững, ngành giấy cần được định hướng và phân vùng nguyên liệu để từ đó đầu tư và tận dụng được lợi thế về địa lý và nguyên liệu sản xuất, tránh việc đầu tư quá tập trung tại một hoặc một số địa phương. Đồng thời khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành giấy trong việc nhập khẩu hàng hóa làm nguyên liệu sản xuất, đặc biệt trong việc nhập khẩu giấy thu hồi làm nguyên liệu đầu vào.